xương ạ. Đấy, hoặc là xương thì lẩu canh, làm cắm một cái lẩu này cho nhanh, hơi hồng lắm. Hồng hơi lam tính một tí thôi, nhưng mà nay thì ơi nói chung là không biết là tình hình thế nào. Này ơi, cơm cháo thì cũng từ từ, xương xếp thì cũng phải từ từ rồi. Vào đây em một câu cái đã, câu này 1 2 3 thì thôi bịa luôn đi chứ còn gì nữa. 15 mà xỉu à, 15 mà tài nhé. Con này ngày hôm nay vào nghiên cứu tính toán thử xem thế nào. Câu kèo mà đi ok thì còn được, chứ con này mà câu mà lại gãy thì thôi đúng là dở luôn đấy. Này không biết là thế nào ấy, mong làm sao mà cho nó lên được ok một tí thì được. Con này không lặn nhanh, bỏ qua luôn này, thấy chưa anh em, thấy chưa, không lặn một cái phải khác bọt ngay chứ còn gì nữa. Ok không em? Đấy rồi, ok, hôm nay bỏ qua lặn nhá, lặn nằm cái gì đâu, lặn thì đâu vẫn cộng mà, không lặn mà nó ăn thì đâu cũng vẫn cộng mà. Đấy, này chỉnh cái máy cho nó thẳng thẳng tí mà. Con này tiếp tục là nó xỉu 1/250 nhá. Để xem thế nào. Có kéo này mà lại đụng nữa thì lại ok. Chứ con này mà gãy thì cũng hơi dở nhỉ, đúng không? Nên thôi, con này để xem nào. Con này chắc không có gì thay đổi gì, vẫn phải đụng thôi ạ. Nói chung là quay máy cho nó thẳng thẳng nhìn cho nó đỡ khó chịu. Rồi, đấy, này gọi là đồ đẹp hả? Mới bỏ xương linh mà gọi là vào đây làm thêm một cầu nữa, cháu lúc đợi xương là vào một quả cầu làm sao đúng không, đụng được quả cầu này nữa thì ngày hôm nay thì cứ phải gọi là tuyệt cả là vời các bạn. Con này lại không lặn, thôi lặn đi nhá, ui giời lặn thế này thì lặn khác gì không lặn đâu mà, đúng không, tiếp tục là đụng 3-1 thôi. Cầu kèo này thì anh hiểu vấn đề luôn đi chứ còn gì nữa, cầu kèo tầm này gọi là không thể trượt nữa rồi các bạn. Tiếp tục con này đây thì xem tiếp anh em nhé, 3-1-1 hay 3-1-2 đang là xỉu 1-4-3-8 này. Đấy, này tầm này đẹp quá đẹp rồi mà, này chậm chậm rồi lên thôi, không còn gì để bàn cãi rồi mà. Để xem nghe nhá, cầu này mà ok thì lại lụng luôn, cái cầu này mà lại hơi cái gãy một tí thì cũng mệt đấy mà. Nhìn thôi tầm này xem thế nào. Đây thì tiếp tục con này nếu mà đúng mà ra xỉu rồi chỉ câu này mới là chuẩn bài này, chứ con này mà ra bài các thứ là bất bình lắm đúng không. Nên là để xem thử tầm này thế nào, con này mà đi ok thì lại là gì ạ, lại là hết bài luôn, chứ con này mà sợ nó gãy rồi, nói chung không gãy là được đúng không, phải lặn pha ra. Ui giời lại 5-4-1 này, cậu kèo nói chung mà cứ thế là lụm thôi đúng không. Nói chung là đã không trượt thì đánh cái gì nó cũng là không trượt anh nhá, chứ còn đã trượt thì oánh rất là dễ trượt luôn, được chưa. Rồi ở đây là 3-1-2 thì mình sẽ đi tiếp nhẹ nhàng một con tài 8-4 đi, tầm này lên tầm 50m cho nó dễ gọi là nét căng luôn em ạ, mà thẳng ra như thế luôn đúng không, anh em luôn gọi là 4-1 cho nó gọi là căng đét luôn, căng đét mà rất là lẹt luôn, để xem nó có lẹt được không hay là gãy. Nói chung là con này mà gãy thì đúng là cũng hơi dở rồi, để xem ra có phải tài không đây. Con này mà ok mà ra là tài nữa thì thôi ngon luôn, nhưng con này mà gãy thì cũng dở anh ạ. Rồi để xem nào, tiếng này ở đây mà gọi là ok thì lụng con tài luôn, nhưng mà con này mà lại bảo là ra xỉu thì hỏng hỏng hẳn luôn đi bạn nào. Để xem thử nhá, con này chậm chậm thôi, chậm ui dồi ôi, chậm thôi mà nó lại nhanh quá anh ạ, thế này thì không được rồi, cầu kèo thế này thì nó lại không được rồi mà, không phải đúng ý tưởng quá. Ra vậy là con này ở đây thì 5-2-1 thì đã 3-1-1-3 thì mình sẽ đi 3-1-1-4 đi, 2m luôn anh nhé. Đấy, quánh nó phải chuẩn luôn, chơi nó căng luôn đi, xem có nét thật không. Con này nói thế thì còn tí vào mà nó lại gãy ra thì cũng khó nói đấy các bạn. Để xem tầm này thế nào, con này ở đây mà đi ok lụng đúng bài nữa thì thôi ngày hôm nay lại điện phải ngon luôn, chứ con này mà lại bảo là gì nó lại bịp nó nhảy ra quả tài này thì thôi buồn cười nhỉ, đúng không, đánh con nọ ra con kia thế thì đúng mà không đỡ nổi không ạ. Để xem con này có nổi không ạ, mong là nó không bịp ạ, cầu kèo nó phải uy tín chứ, còn cầu mà nó bịp nó nhảy quả này mà nó lại nhảy ra tài nữa thì đúng là khó đánh thật đấy.
Nói chung là cầu kèo thì mình cứ bình tĩnh thôi, không vội nó sẽ lên đấy mà. Ui không lặn là nó trượt ngay mà. Nói chung là tầm này nó gãy thì đánh kiểu gì nó mà chả gãy đúng không? Rồi rồi có con này về thì tiếp tục đi. Đang có một cổ này thì 313 thì thôi, mình làm nốt 4 mà xỉu nhé, một là lên mà hai là xuống thế thôi. Có cho lên hay không thì biết đường ấy, bảo một câu đi đúng không, nói với nhau một câu đi còn biết đường lên hay xuống thì nghỉ này. Tầm này mà đánh nữa nó lại gãy ra thì lại không hay rồi. Nó để xem thằng quả này cao liệu có ok không nhỉ. Em nghĩ con này có ok không? Mình nghĩ con này vẫn phải ok thôi, không ok vẫn phải ok mà thôi. Con này có ok hay không thì mình cũng nghỉ thôi. Tầm này mà đánh nữa thì nó lại gãy ra thì cũng dở đấy, xương nó cũng sắp chín rồi, sắp có cơm để ăn rồi đó. Để xem cho quả này xem có đúng là gì ạ, có đúng là xỉu hay không nhá. Con này mà ra là xỉu đi, lụm luôn này nào, kéo nhẹ một phát thôi. Ui rồi nhẹ một phát thôi đã thấy gãy rồi anh ạ, kéo nhẹ một phát thấy 64 là toang rồi. Thôi tình hình ngày hôm nay là sườn này là ăn hơi ít rồi đấy, nhưng nói chung là cũng được, cái này là cũng được tầm 10 m rồi đúng không, cũng gọi là ok rồi chứ cũng không phải là ít ỏi gì đâu, cũng khá là nhiều rồi đấy. Đấy thì thôi, con này nếu mà đánh nữa mà nó gãy thì chết nhỉ, nó gãy không nhỉ. Còn này 314 nào, 314 thì nếu mà đánh quả này ở đây thì hiệu có chuẩn không? À 3, 321 chứ không phải 314. 313 thì con này kép vào đây chứ thôi. Nói chung con này đánh nữa nó lại gãy ra thì cũng hơi khó nói đúng không? Nhìn thôi, cả bài thì cũng này là cũng đẹp rồi không? Thì thôi, mình sẽ nghỉ luôn nhé. Đấy, lên được tầm 4 m là 10 m. Bye bye anh em.